Ui. What Đây do we rồi. do? Bây giờ em làm gì? Cha, bố của em đã tin anh. Bây giờ em phải tin anh, làm theo những gì mà anh nói. Anh sẽ dẫn em về nhà an toàn. Ok Leon. Joe và khỏe không tất cả anh em? Dũng xin phải đây. Chào mừng quay trở lại với Resident Evil 4 tập 3. Rồi. Lượn ra khỏi đây thôi. Nhưng mà ra bằng đường nào thì anh chưa biết. Mua cái gì? Mua cái gì cơ? Ê khoan. Xin đấy nha. Xin đấy. Đúng rồi, có cầu thang, có hai người là lên được. Ngon. À, góc nhìn ok đấy. Tạm biệt mấy con rơi nhá. Thì chúng ta làm gì? Không có đường ra đây. Trời ơi, nghĩ đi. Bây giờ mà cưới được con gái tổng thống thì thôi ạ. À. Quá hời luôn. Nhưng còn Ada Wong thì sao? Mà tôi có hai tay mà anh em. Nhảy đi. Ổn thôi, nhảy đi. Không có vấn đề gì đâu. Jump. Do it. Hey, ui, hơi cao, hơi cao, hơi cao. Tình nền nhà bé, nhảy đi. Nhưng bé này còn khá là nhỏ tuổi này mà. Trời mưa đây. Trời ơi, nhanh lên. À, còn bé này nữa nhở? Ba người lần mà. Tôi đã dẫn được chim con đi. Cô ấy ổn không? Ổn. Tốt lắm, con đầu quan. Tôi đã gửi cho cậu cái vị trí của cái nơi mà giải cứu. Hãy đến đấy. Và đừng để gì xảy ra với chim con. Thời tiết đang tệ dần rồi đấy. Ok. Đoàn nãy ngoài này đông lắm mà. Oh shit! Oh fuck man. Ê khoan, mẹ bắt Ashley rồi. Drop the girl. Mẹ chỗ này. Mày đi đâu? Đợi tí, đợi anh gì? Mày làm gì? Anytime. Trên nào, chạy đi, chạy chỗ khác đi. Give me space. Okay. Ôi, má. Kinh tế nhỏ, mẹ. Oh my fucking hell man. Đúng vậy. Đi thôi. Em có sao không người đẹp? Ôi má, cái gì đây? Ui súng mạnh phải build lên em ạ. Lượn. Nghỉ ngơi. Ui không. Phải tiếp tục đi thôi, không có nghỉ ngơi gì được đâu. Nghỉ ngơi một xíu là tụi nó tới liền à. Không. À shit. À. Spread out. Okay. Oh.
Chà, có một em gái đi theo nó hơi vướng vướng xíu nhờ. Nhảy nào. Hang on. Chỗ nào mình có thể nhảy lên được nhỉ? I need you to open it from the other side. Mở cái cửa đầu kia cho anh nhé. Nhìn nào em ơi. Okay. Okay. Good work. Cái trong này có gì ta? Cái gì này? Cái này em ta gắn được kim cương vô xong rồi đem bán các bác ạ. À khoan. Chỗ này có một chỗ lên được. Đây đúng rồi. Đúng rồi, okay. Tôi nhớ đây có một cái cầu thang mà. Ha ha. Ôi. Có bạn cũ ở đây nhỉ? Ôi. Nhiều đồ vậy. Nơi này lạ quá em nhỉ? Có ai lại sống trên mái nhà của một cái nhà xịn vậy ta? Có một câu chuyện rất là kỳ lạ, không biết anh em đã từng nghe chưa? Về một tên tội phạm mà xâm nhập vào nhà một người dân. À, trốn lực lượng cảnh sát, xong vào nhà của một người dân, xong trốn tên cái trốn dưới tòa nhà của người dân đấy suốt bao nhiêu năm trời mà những người trong nhà không hề hay biết luôn. Đấy, cứ lâu lâu ông lại lên, ông lại lấy ít đồ ăn xong ông xuống lại. Ông ở như vậy được hình như là mấy năm liền anh em ạ, mà không ai biết. Sau đó cuối cùng mới bị phát hiện. Câu chuyện cũng khá là ảo nhưng mà mình đọc lâu rồi không biết là câu chuyện này có đúng là real hay không. Wait. À, cái nhà lần trước. Đây rồi. Quay lại được chỗ này. Em ơi, đây, nhân lên. Nữa à. Spread out. Ôi, nhân lên. Ai tưởng ông bạn chạy mất rồi. Cảm ơn nhiều nhá. Thank you. Ông này là Luis Serra. Ông. Hey, khoan nghe đã, từ từ. Cái gì? Sao? Hey, thấy cậu tìm thấy người yêu rồi nhá. Tên tôi là Ashley. Còn cậu sao? Nên Luis. Encantado. Ok nhá, chúng ta có đủ tên rồi đó. Bây giờ sao? Ông là ai? Ông làm gì ở đây? Hỏi cậu hay đấy. Nhưng mà khoan. Trốn đi. Trong trường hợp này, tôi sẽ giúp cậu. Ashley, lại đi. Đằng này. Đi vô đi. Nhắn lấn, nhìn gì nữa. Thôi chết rồi. Được sao ta? Thu à? Ok. It's game time. Đến giờ chơi rồi đấy. Nó vô đây à hay gì? Ôi. À. Ôi, chốt lại, đúng rồi. Có gì chốt được nữa không nhỉ? Ôi thôi, chốt chết. Mày vô đây. Ôi, vô thật. Vô này. Lại đây các con rơi. Đúng thế. Vô đây. Nó vô rồi. Ôi
Ui da. Má mẹ. Trời ơi. Ôi nó lên trên rồi. Chạy lên trên, chạy lên trên để cầu thang xuống. Mày mày block cầu thang lên tận đây luôn à? Đông thực sự. Đá của thang xuống. Ôi nó lên rồi. Ui à. Ui à. Kinh nhảy. Aren't you full of surprises? Mày chết. Mày mày. Fucking. Leon, this way, hurry. Ui. Đừng nào, đừng nào, đừng nào. Sợ. Mà đông như quân nguyên luôn anh em ạ. Ngoạn mục, ngoạn mục. Ui. Ashley xin thật. Sao vậy? Ashley, is this the first time you've coughed up blood like this? Đây là lần đầu tiên cô ho ra máu như vậy hả? You want to start explaining? Cậu muốn giải thích không? Ho máu nó bị một cái gọi là plaga. Nghe như plague nhỉ? Plague là dịch bệnh nhá. Cậu có thấy những cái người ngoài kia không? Cậu có cái thứ trong người cậu giống như họ đã khiến bọn họ bị như vậy. Đây là những trải nghiệm mà cậu phải trải qua. Những cái biểu hiện như vậy nó chỉ là bắt đầu thôi. Tôi không có muốn biến thành như vậy. Cô có khi là may mắn đấy. Đây chỉ là giai đoạn đầu thôi. Có cái con ký sinh trùng, chúng ta có thể loại bỏ nó bằng cách phẫu thuật. Với dụng cụ chuẩn thì chúng ta có thể làm được. Ô cậu cũng vậy à? Tôi có kế hoạch, tôi có kế hoạch. Nhưng mà cậu phải tin tôi. Ok. Ok, chúng ta là một team rồi nhá. Không có hỏi nữa. Đồng hồ đang điểm rồi.
Tại sao cậu lại giúp bọn tôi? Nó làm cho tôi cảm thấy ok hơn. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Ông bạn này kiểu kiểu vừa bí ẩn mà vừa hề hề. Ok, chúng ta hết trường. Chà, các ba người đều bị cha nội kia tiêm, nhưng mà mỗi ông này là được phẫu thuật, được làm gì đó lấy con ký sinh trùng ra là khỏi. Hey, có thuốc lá không? Tôi có đấy, thứ mà cậu thích. Fortunately, it's not on me at the moment. Ủa đà, thì là chuẩn quyến rũ, chuẩn hot girl. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Sao ông này lại đi với ta nhỉ? Is why I'm still alive. Đó là lý do mà tôi vẫn còn sống đây. Ui, xin vậy. We get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Không có amber. Such a stickler for details, Hyde. Ông này phải mang amber. Amber là gì nhỉ? Amber là ai nhỉ? Hay là một cái gì đó? Giúp tôi xíu được không? À, đang cặp đôi này đang tìm cái gì đó gọi là Amber. Này là đồng đội hay gì? Có tin xấu đây, Condor One. Với thời tiết như thế này thì máy bay không thể tới được. Khá là nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải tìm một cái chỗ nào đó an toàn. Ước tôi có thể giúp được nhiều hơn. Bọn tôi sẽ cố gắng về nhà nếu có thể. Sao? Chuyện gì xảy ra với em? Bình tĩnh. Hãy cứ tập trung vào thoát ra khỏi cái chỗ này đã. À, hai người kia là một team mà. Bên này tôi với Ashley là một team. Ok, được. Happy cookie. Cây shotgun mới. Ui, ngon. Khẩu này ngon quá. Bán luôn. Bán cây shotgun này luôn. Ui, cực thục sụ. We've got company. Keep moving, but quietly. Ê, Come on. Okay. Em đứng xa xa ra xí nhá. Cái làng đông dân thực sự luôn anh em ạ. Sao thấy nhanh vậy? Mà cay thật. Ôi trời ơi. Chạy đi em. Sao lại đứng đấy? Trời ơi. Mẹ. Mày bưu. Ui. Mà. Holy moly man. What the heck? Watch out. Mày. They keep coming. No way. No man. Đây cầm này. Đấy. Cần phải múa về không? Ôi dồi ôi, hai cái mấy cưa ạ. Phải cả nồi. Sao con dao nhỏ xíu mà đỡ được. Thế nhờ. Núp bia mày. Núp đi em ơi. Để em, tụi này để em.
Mày lại đây. Mày lại đây. Mày lại đây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Tôi chết. Ây da, trời ơi. Sao lưng. Trời. Trời uyên láng này. Từ từ khoan nhá, khoan nhá, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá. Nhá, ngon lên đây, ngon lên đây, ngon lên đây. Come on. Come on, come on. Come on. Come on, come on, come on. Come on. Đây rồi. À ha. À ha. Nhiều quá nhỉ. Ây da. Thấy chưa? Thấy chưa? Thế rồi. Ủa, em sao không? Núp đâu vậy? À khoan, tại mình cho bạn núp trong cái thùng kìa. Ui hên đấy. Wow. Còn xây nữa. Được rồi, ổn rồi, ổn rồi. Qua đây, qua đây. Trời, công nhận Ashley xinh thật sự. Quá chó này. Nữa rồi, nữa rồi. Nhưng mà ông này nhiều lần không giết mình rồi em ạ. Linh hồn cần phải được thanh tẩy. Khỏe vai trưởng. Lại đây nào, đứa nhóc. Ashley chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Như nào, come on. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Không nhìn lại. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Câu, 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 lại đây, nhanh, lại đây. Đường này, đường này, đường này, đường này. Rồi, rồi, rồi. Sao lại bị kẹt? Úi dạ. Chết rồi. Bị kẹt đúng lúc thế nhờ. Chạy trước đi, chạy trước đi. Ui. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Thoát rồi nhá ông già. Goodbye bitch. Ôi, chồng gái thử thách thực sự. em gái tôi vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Listen, you're the one. Nghe này. Cô là người mà hắn ta muốn. Nếu mà hắn ta tìm thấy cô phải chạy ngay lập tức. I'll do my job. Còn em thì sao? Em sẽ làm việc của em. Em sẽ chạy luôn chứ. Em đâu làm gì được nó đâu. Mày nói trâu vậy trưởng. Ôi, đi thôi em ơi. Xong rồi, xong rồi. Be careful. Cẩn thận nhá. Úi dồi ôi. Vai cà bìu cái gì vậy? Má. Rồi, đập không xi nhê, bắn không xi nhê. Sao chơi được ông này ta? Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our god. Thả trôi xác của người cho thánh thần của bọn ta đi. Bắn không xi nhê luôn ạ.
Hãy cho ta sức mạnh để nghiền nát cái địch. Vai. Mạnh như vậy chưa đủ nữa à? Ashley, chạy đi em. Đứng đấy đấy, đứng đấy nhòm nữa. Bum. Why? God, I thank you for your gift. What the heck? You want to get ugly? Let's get ugly. Bro. Bro, what? Ôi. Flat, ném bom flat, Chết chưa? Có cái gì trên lưng phải không? Nó có con mắt thế gì đó trên lưng anh em ạ. Mày, ôi, sợ chưa? Không sao. Mắt này. Hay, đỡ bằng dao. Ui, đỡ hết. Ui à, không đỡ được nhiều anh em ạ. Ấy. Sao? Đứt quá người luôn. Vẫn còn sống. Mẹ. Kinh nhỉ. Đâu rồi? Bom đâu rồi? Ôi, đâu ra vậy? Choáng đi con. Hay. Bưng lên. Ui à. À, mình ném bom tới chỗ ông. Chết cụ mày đi này. Sao? Còn bom không? Ây à. Đâu rồi? À ha ha ha. Bitch. Trời ơi, sao tôi không né nhở? Mà né kiểu gì chứ? Chưa. Mày câu à. Ủa, sao tôi tưởng ông trâu lắm mà rơi mịa con mắt ra ngoài luôn kìa. Leon, chạy vào trong đi em. Mà khoan, nhà đang cháy mà, thôi đừng vô nữa. Đúng rồi, quên mất. Mẹ, con mắt của ông. Holy. Chuồn. Nhìn nào. Mẹ. Ui, anh suýt chết. Anh ổn không? Ổn chứ. Khỏe ra. Trời ơi. This fire's bound to catch their attention. Tiếp tục đi thôi. Tụi nó lại tới nữa xem. Leon, em không biến thành tụi nó đâu phải không? Anh không để chuyện đó xảy ra đâu, anh hứa. Yên tâm đi em. Nếu mà em có biến thì anh biến thành cùng em thành hai đứa quái vật luôn. Lo gì nhỉ? Khổ thực sự. Come on. Okay. Ôi mẹ. Cần ngôi làng này nó có nguyên một cái pháo đài như thế này luôn. Phải cả trường.
Ôi. Nó nhốt lại luôn hay gì? Tôi chết rồi, nó kéo cái đường lùi rồi. Đây đâu phải đường về đâu. Má. Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. Giờ thì chúng ta không lo lắng bị bám đuôi nữa rồi. Mà đây đâu phải đường về đâu. Đây là đường vô động quái vật mà. Trời ơi, hết trường luôn ạ. Ê, hey, hello anh bạn. Luis, Michael vẫn ở đấy chứ? Ừ, tôi muốn về nhà. Nhưng mà Ashley phải thấy cái lâu đài này cái đã. Hoàn hảo. Tôi có món quà muốn tặng cậu đây. Một loại thuốc mà có thể giảm bớt cái liệu quá trình biến đổi. Đi vào cái lâu đài đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trong đó. Phải cần lý nó đi vào trước tôi luôn ạ. À. Được rồi Ashley, hắn vừa nói. Em biết rồi. Chắc là chúng ta phải đi vào trong thôi phải không? Ừ đúng vậy đó. Ôi. Wow, ok man. Sau một chuyến hành trình dài vãi trưởng thì tôi với Ashley đứng trước một cái lâu đài mà không biết là sẽ có thứ gì khủng khiếp nó đợi tôi ở trong nữa. Mọi thứ đang rất là trông gai thử thách nhưng mà cực kỳ thú vị anh em ạ. Ok, hẹn gặp lại anh em ở trong pháo đài trong tập tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem. Và nếu anh em thích Resident Evil 4 đấm vỡ cái nút like, hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo sẽ ra mắt trên kênh của Dũng Senpai. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chung một ngày tốt lành.